chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Số điện thoại mua hàng các bác nhé, 0961225555 hoặc là cái chữ đỏ góc phía dưới này. Hàng sẽ được ra toàn quốc và hôm nay thì em sẽ lên sóng cho các bác một con âm đi kiêm cả rè của hãng Technic. Dòng này là hàng điện của hàng Mỹ các bác nhé, sử dụng điện là 120V, có đài FM full đài tần số Việt Nam các bác nhé. Đây, full đài tần số Việt Nam. Giải gôn vô địch núi Kháng năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 tại Hà Nội. Và phía dưới là một con âm ly của hãng Victor. Dòng này có giải mã quang từ Smart TV xuống các bác nhé. Đây có cái đường giải mã Optical Digital. Đây là dòng âm ly 2 kênh có giải mã quang. Và đầu tiên em sẽ giới thiệu con âm ly kiêm rè của hãng Technic này. Dòng này dòng Stereo Receiver R210, đây là dòng âm ly điện tử có cả FM full đài tần số Việt Nam. Ở đây thì có sẽ chỉnh được 3 giải các bác nhé, mid này, check này và bass. Thế nhưng mà cái cần gạt của cái giải bass này này các bạn, nó hơi nỏng nghẹt và chỉnh nó không ăn. Đấy, các bạn nó chỉnh nó không ăn. Các bác mang theo thợ để họ kiểm tra. Đây được chỉnh giải mid rất hay luôn này. Đây em đang sử dụng làm rè các bác nhé, làm rè. Và ở đây có cả chế độ nao lớt tăng thêm bass này. Đấy. To nhỏ ở đây cũng dạng điện tử hết các bác nhé. Đây là nó sẽ ghi chữ volume ở đây này. Có cái ba vạch này, nó chỉnh ăn đây. Đấy. Nó là dạng rút ấn. Vì đây em đang làm chế độ làm rè sang lấy tín hiệu rè sang âm ly phía dưới. Đây, dòng này nó sẽ đánh một con STK. Các bác về sử dụng tận dụng được cái mạch âm sắc của con này. Đây nó vừa là cầu, có cầu chữ U đây các bác nhá. Đây cái cầu chữ U ở đây. Đây sẽ có chữ pre out ở trên bên. Đấy, các bác lấy đường rè này xuất sang các thiết bị khác, coi như đây nó sẽ chỉnh là chuyển mạch âm sắc. Còn các bác muốn sử dụng làm âm ly thì các bác cắm cái cầu chữ U này vào và các bác đấu loa ở đây thôi. Điện là 120V và công suất là 180W này. Âm ly 2 cây Stereo Receiver Made in Japan. Ở đây là chỗ cài dây FM IAM, các cổng tín hiệu vào, phono, cổng CD, cổng tape VCR, VCR1, VCR2. Cái này thì đấy các bác ạ, vừa tận dụng vừa làm âm ly, có thể làm bỏ cái cầu chữ U ra, làm cái mạch âm sắc. Nhưng mà cái mạch âm sắc thì em cũng nói ngay từ ban đầu là có cái cần gạt ở chỗ này này, nó đang bị, nó cái này nó gạt nó không bị ăn. Đấy. Bác về mang ra thợ họ kiểm tra. Em thành lý các bác giá rất là rẻ thôi. Vừa nếu các bác để nguyên nghe cũng được, tăng thêm bass ở đây nghe cũng được. Giờ chỉnh cái giải mid này rất hay luôn các bác nhá. Đây giải mid này các bác có thể nghe qua này. Đấy. Đấy. Đây là giải check này. Ở đây là chọn cầu loa các bác nhé. Đây là cổng cầu loa main và cầu loa một trong hai cầu. Ở đây là chế độ FM dò đài tuning lên xuống đây các bác nhé. Và đây là chọn các cái chế độ, có chế độ memory để lưu kênh. Đây các bác dò đài đây. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Những Phút Dành Cho Cuộc Sống của đài chế độ tăng bass nao lớt, cổng tín hiệu CD, các cổng tín hiệu bên cạnh. Đấy. Các bác lưu ý khi mà bấm phần tape này, tape chỗ này thì các bác phải cắm cái cổng kia nhé. Đấy thì nó sẽ phải bỏ cái đi thì cổng CD mới hát. Cái đầu Technic âm đi kiêm cả rè này. Size của nó là chiều ngang 43, chiều cao 10 và sâu 25. Dám để cho các bác là 1.200.000 đồng. Các bác mang thợ kiểm tra cái chỗ cần gạt bass này. Hoặc các bác không cần sử dụng nó cũng được, có chế độ tăng bass nào nốt rồi. Để các bác có thể tùy chỉnh ở chỗ phía này rất là hay luôn. Cái phần chỉnh giải mid này và làm rè rất hay. 1.200.000 đồng. Giá trên là đã bao gồm cả phí vận chuyển cho các bác luôn. Giá cũng bao ship cho các bác. Đấy. Technic điện 120V và đây là dòng âm ly đài. Đài dạng điện tử, nút ấn đi các bác nhé. Giá thành lý 1.200.000 đồng bao ship toàn quốc.
có cái hay là có cái trình phần equalize mi, có phần giải mid là rất là hay. Đấy. Có lao lốt rồi. À, tiếp phía dưới là cái âm ly của hãng Victor. Dòng âm ly có cả giải mã quang. Đây là dòng âm ly hai kênh các bác nhé, âm ly hai kênh có giải mã, và đây là cổng cổng giải mã đây. Đấy. Dòng này có chỉnh bass check đầy đủ và ở đây đặc biệt có cả cái chế độ chỉnh volume của super bass các bác nhé. Đấy. Cái âm ly này thực sự nó rất dễ sử dụng thôi, các cổng tín hiệu đầu vào đây. Đấy. Cổng CD CDV này để cửa đường giải mã quang optical digital. Và các bác có thể tham quan nội thất đây, máy móc rất là mới và đẹp, đánh 4 con sò than, 4 con sò sa ken. Máy móc ruột gan rất là đẹp, hai tụ lọc nguồn rất lớn thôi nhé. Máy móc nội thất đẹp, bao zin, sáng long lanh luôn. Ở đây cũng có cả cầu chữ U, để bác để các bác kết nối equalizer, hàng chuẩn made in Japan. Lắp ráp trực tiếp tại Nhật. Ở đây có duy nhất một đường giải mã quang optical giải mã quang vào các nhé. Đấy. Và đấy các đường tín hiệu AUX này, rất nhiều các đường tín hiệu vào. Đấy. Ở đây thì dòng này có chế độ đánh B-Way, đấy 1 và 2 trở kháng loa từ 6 đến 16 ohm. Và các bác có thể ghép tối đa lên loa bass 27, 28 đấy. Và vẫn có thể ghép thêm vang hát karaoke nhẹ nhàng gia đình được. Điện 100V, công suất là 150W, made in Japan này các bạn nhé. Ở đây nó có chế độ đánh B-Wiring này. Đấy các bác nhé, cầu 1 và cầu 2 này, B-Wiring này. Đấy. Chọn cầu loa 1, đấy, B-Wiring. Những cái dòng âm ly có chế độ đánh B-Wiring này giá thành rất là cao. Nhưng mà riêng con âm ly Victor này nó có chế độ này và giá thành rất là rẻ, chỉ có 3.200.000 đồng các bác nhé. Đấy. Và hình thức của âm ly thì còn rất đẹp luôn, mặt nhôm màu đen, đẹp xuất sắc luôn. Kích thước của âm ly là chiều ngang 44, chiều cao 15 và chiều sâu 37, giá 3.200.000 đồng. Giá trên thì không bao gồm phí ship, có chỉnh bass check trực tiếp ở đây rồi. À, chọn cầu loa, nếu các bác có loa B-Riding thì đánh 2 B-Riding vào, nút bật tắt nguồn. Ở đây là đường tín hiệu, chọn tín hiệu đầu vào. Ở đây là chọn cổng CD, cổng giải mã quang từ nhạc mạng từ Smart TV xuống. Và ở đây là có chế độ 3 năng cân chỉnh vế loa. Và ở đây là nút vặn chỉnh Super Bass. $3.2 cho một con âm ly Victor ngon bổ rẻ này cho các bác, $3.2 được không nhá, giá thành rất là rẻ. Một con âm ly hai kênh có giải mã quang, giải mã nhạc mạng từ YouTube TV xuống, $3.200 không bao gồm phí ship. Hình thức âm ly còn đẹp xuất sắc luôn, máy móc zin nguyên bản. Các mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22555. Chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.